Số 2 La Mã, phẩm thuyết pháp vô minh thay vì tỷ kheo, nhân duyên ở Sāvatthi. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: vô minh bạch Thế Tôn. Như vậy được nói đến bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh, cho đến như thế nào một người là vô minh? Ở đây này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu không biết rõ sắc, không biết rõ sắc tập khởi, không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt, không biết rõ thọ, không biết rõ tưởng, không biết rõ các hành, không biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là vô minh. Và cho đến như vậy một người là vô minh. Minh hay vị tỷ kheo, nhân duyên ở Sāvatthi, ngồi xuống một bên. Vị tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: minh minh bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến bạch Thế Tôn, như thế nào là minh, cho đến như thế nào một người là minh? Ở đây này tỷ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử biết rõ sắc, biết rõ sắc tập khởi, biết rõ sắc đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt, biết rõ thọ, biết rõ tưởng, biết rõ các hành, biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt. Này tỷ kheo, đây gọi là minh. Và cho đến như vậy một người là minh. Vị thuyết pháp, nhân duyên ở Sāvatthi, sau khi ngồi xuống, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: vị thuyết pháp bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến, cho đến như thế nào được gọi là vị thuyết pháp? Nếu tỷ kheo thuyết pháp về sự nhàm chán ly tham đoạn diệt đối với sắc, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thuyết pháp. Nếu tỷ kheo đi vào thực hành sự nhàm chán ly tham đoạn diệt đối với sắc, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thực hành pháp tùy pháp. Nếu tỷ kheo do nhàm chán ly tham đoạn diệt đối với sắc được giải thoát, không có chấp thủ, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo đã đạt được niết bàn ngay trong hiện tại. Nếu tỷ kheo đối với thọ, nếu tỷ kheo đối với tưởng, nếu tỷ kheo đối với các hành, nếu tỷ kheo thuyết pháp về sự nhàm chán ly tham đoạn diệt đối với thức, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thuyết pháp. Nếu tỷ kheo đi vào thực hành sự nhàm chán ly tham đoạn diệt đối với thức, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thực hành pháp tùy pháp. Nếu tỷ kheo do nhàm chán ly tham đoạn diệt đối với thức được giải thoát, không có chấp thủ, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo đã đạt được niết bàn ngay trong hiện tại. Vì thuyết pháp, nhân duyên ở Sāvatthi, ngồi xuống một bên. Tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: vị thuyết pháp bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến, cho đến như thế nào bạch Thế Tôn được gọi là vị thuyết pháp? Cho đến như thế nào được gọi là vị thực hành pháp tùy pháp? Cho đến như thế nào được gọi là vị đã đạt đến niết bàn ngay trong hiện tại? Nếu tỷ kheo thuyết pháp về sự nhàm chán ly tham đoạn diệt đối với sắc, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thuyết pháp. Nếu tỷ kheo đi vào thực hành sự nhàm chán ly tham đoạn diệt đối với sắc, như vậy là vừa đủ để gọi là tỷ kheo thực hành pháp tùy pháp. Nếu tỷ kheo do nhàm chán ly tham đoạn diệt đối với sắc được giải thoát, không có chấp thủ, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo đã đạt được niết bàn ngay trong hiện tại. Nếu tỷ kheo đối với thụ, đối với tưởng, đối với các hành, nếu tỷ kheo thuyết pháp về sự nhàm chán ly tham đoạn diệt đối với thức, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thuyết pháp. Nếu tỷ kheo đi vào thực hành sự nhàm chán ly tham đoạn diệt đối với thức, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thực hành pháp tùy pháp. Nếu tỷ kheo do nhàm chán ly tham đoạn diệt đối với thức được giải thoát, không có chấp thủ, như vậy vừa đủ để được gọi là tỷ kheo đã đạt được niết bàn ngay trong hiện tại. Trói buộc, nhân duyên ở Sāvatthi, ở đây này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Người như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là kẻ vô văn phàm phu, bị trói buộc bởi các trói buộc của sắc, bị trói buộc bởi các trói buộc nội ngoại, kẻ không thấy bờ bên này, kẻ không thấy bờ bên kia. Khi sanh bị trói buộc, khi chết bị trói buộc, khi đi từ đời này sang đời khác bị trói buộc. Quán thọ, quán tưởng, quán các hành, ở đây này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán thức như là tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Người như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là kẻ vô văn phàm phu, bị trói buộc bởi các trói buộc của thức, bị trói buộc bởi các trói buộc của nội ngoại. Kẻ không thấy bờ bên này, kẻ không thấy bờ bên kia. Khi sanh bị trói buộc, khi chết bị trói buộc, khi đi từ đời này qua đời khác bị trói buộc. Còn vị đa văn thánh đệ tử, này các tỳ kheo, thấy rõ các bậc thánh tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, không quán tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã hay tự ngã ở trong sắc. Người như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là vị đa văn thánh đệ tử, không bị trói buộc bởi các trói buộc của sắc, không bị trói buộc bởi các trói buộc nội ngoại. Vị ấy thấy bờ bên này, vị ấy thấy bờ bên kia. Ta nói vị ấy được giải thoát hoàn toàn khỏi đau khổ. Đối với thọ, với tưởng, với các hành, không quán thức như là từ ngã, hay từ ngã như là có thức, hay thức ở trong từ ngã, hay từ ngã ở trong thức. Vị như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là vị đa văn thánh đệ tử, không bị trói buộc bởi sự trói buộc của thức, không bị trói buộc bởi sự trói buộc nội ngoại. Vị đã thấy bờ bên này, đã thấy bờ bên kia, ta nói vị ấy đã giải thoát hoàn toàn khỏi đau khổ. Giải thoát, nhân duyên ở Sāvatthi. Các ông nghĩ thế nào, này các tỳ kheo? Các ông có quán sắc, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không bạch Thế Tôn, lành thay, này các tỳ kheo, các ông cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Thọ tưởng các hành, các ông có quán thức, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là từ ngã của tôi. Thưa không bạch Thế Tôn, lành thay, này các tỳ kheo, các ông phải như thật quán thức với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Do thấy vậy, này các tỳ kheo, vì ấy biết rõ không còn trở lui trạng thái này nữa. Giải thoát, nhân viên ở Sāvatthi. Các ông nghĩ thế nào, này các tỳ kheo? Các ông có quán sắc, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Thưa có bạch Thế Tôn, lành thay, này các tỳ kheo, các ông cần phải như thật quán sắc với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Thọ tưởng các hành, các ông có quán thức, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Thưa có bạch Thế Tôn, lành thay, này các tỳ kheo, các ông cần phải như thật quán thức với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Do thấy vậy, này các tỳ kheo, vì ấy biết rõ không còn trở lui trạng thái này nữa. Kiết sử, nhân duyên ở Sāvatthi. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về các pháp bị trói buộc và sự trói buộc, hãy lắng nghe. Này các tỳ kheo, thế nào là các pháp bị trói buộc? Thế nào là sự trói buộc sắc? Này các tỳ kheo, là pháp bị trói buộc dục và tham, đối với sắc là sự trói buộc của sắc. Thọ tưởng các hành, thức, này các tỳ kheo, là pháp bị trói buộc dục và tham, đối với thức là sự trói buộc của thức. Này các tỳ kheo, các pháp này, này các tỳ kheo, được gọi là các pháp bị trói buộc. Đây là sự trói buộc. Chấp thủ, nhân duyên ở Sāvatthi. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết giảng cho các ông về các pháp bị chấp thủ và sự chấp thủ, hãy lắng nghe. Này các tỳ kheo, thế nào là sự pháp bị chấp thủ? Thế nào là sự chấp thủ sắc? Này các tỳ kheo, là pháp bị chấp thủ dục và tham, đối với sắc là sự chấp thủ đối với sắc. Thọ tưởng các hành, thức, này các tỳ kheo, là pháp bị chấp thủ dục và tham, đối với thức là sự chấp thủ đối với thức. Này các tỳ kheo, các pháp này được gọi là các pháp bị chấp thủ. Đây là sự chấp thủ. Vị giữ giới một thời, tôn giả Sāriputta Xá Lợi Phất và tôn giả Mahākoṭṭhika trú ở Bārāṇasī, Ba La Nại, tại Isipatana, chư tiên đọa xứ vườn Lộc Uyển. Rồi tôn giả Mahākoṭṭhika vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến tôn giả Sāriputta thưa như sau: Thưa hiền giả Sāriputta, những pháp gì tỳ kheo giữ giới cần phải như lý tác ý? Này hiền giả Koṭṭhika, tỳ kheo giữ giới cần phải như lý tác ý. 5 thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạc, quỷ hoại, rỗng không, vô ngã. Thế nào là 5? Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này hiền giả Mahākoṭṭhika, vị tỳ kheo dưới giới cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. Này hiền giả, sự kiện này xảy ra tỳ kheo giữ giới do như tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã, có thể chứng được quả dự lưu. Với tỳ kheo đã chứng quả dự lưu, này hiền giả Sāriputta, những pháp gì cần phải như lý tác ý? Với tỳ kheo đã chứng quả dự lưu, này hiền giả Koṭṭhika, cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này hiền giả tỳ kheo dự lưu, do như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã, có thể chứng được quả nhất lai. Nhưng tỳ kheo nhất lai, này hiền giả Sāriputta, phải như lý tác ý các pháp gì? Tỳ kheo nhất lai, này hiền giả Koṭṭhika, phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này hiền giả tỳ kheo nhất lai, do như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã, có thể chứng được quả bất lai. Nhưng tỳ kheo bất lai, này hiền giả Sāriputta, cần phải như lý tác ý những pháp gì? Tỳ kheo bất lai, này hiền giả Koṭṭhika, cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này hiền giả tỳ kheo bất lai, do như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã, có thể chứng được quả A-la-hán. Nhưng vì A-la-hán, này hiền giả Sāriputta, cần phải như lý tác ý các pháp gì? Vì A-la-hán, này hiền giả Koṭṭhika, cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. Với vị A-la-hán, này hiền giả, không có gì phải làm nữa hay không có phải thêm gì nữa trong công việc làm. Như sự tu tập làm cho sung mãn những pháp này sẽ đưa đến hiện tại, lạc trú và chánh niệm tỉnh giác. Vị có nghe hoàn toàn như kinh trước, chỉ thay thế vị có nghe cho vị giữ giới. Kappa nhân duyên ở Sāvatthi, rồi tôn giả Kappa đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tôn giả Kappa bạch Thế Tôn: do biết được như thế nào, do thấy như thế nào? Bạch Thế Tôn, đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài lại không có tư tưởng ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. Phàm có sắc gì, này Kappa, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc thắng hay liệt, hoặc xa hay gần, tất cả sắc ấy cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Phàm có thọ gì, tưởng gì, các hành gì, phàm có thức gì, này Kappa, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả thức cần phải như quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Do biết như vậy, do thấy như vậy, này Kappa, đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài không có tư tưởng ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. Kappa nhân duyên ở Sāvatthi, ngồi xuống một bên. Tôn giả Kappa bạch Thế Tôn: do biết như thế nào, thấy như thế nào, bạch Thế Tôn? Đối với thân có thức này là đối với tất cả tướng ở ngoài, tâm ý không còn các tư tưởng ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, vượt qua kiêu mạn, tịch tịnh, khéo giải thoát. Phàm có sắc gì, này Kappa, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, tất cả sắc sau khi thật quán với chánh trí tuệ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi, được giải thoát không có chấp thủ. Phàm có thọ gì, tưởng, các hành, phàm có thức gì, này Kappa, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả thức sau khi như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi, được giải thoát không có chấp thủ. Do biết như vậy, thấy như vậy, này Kappa, đối với thân có thức này và trong tất cả tướng ở ngoài, tâm ý không có các tư tưởng ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, vượt ngoài kiêu mạn, khéo giải thoát. Vượt ngoài kiêu mạn, khéo giải